Xin chào tất cả các bạn nhé. Đây, đằng sau là hai con hổ đây. Đằng trước thì phong cảnh rất là đẹp luôn các bạn. Đây. Đấy, sông núi nước non. Ok chưa? Đấy. Đấy, chúc các bạn thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe các bạn nhé. Anh em xem này, vùng này rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn thấy đẹp không? Đấy, thì các bạn bảo là muốn giới thiệu về cái bịt bô của xe này. Đấy, hổ phù Mark Jago. Của đó là hổ phù đó các bạn nhé. Đấy, tôi muốn hôm nay các bạn tìm hiểu xem về nốt cúp bô, bịt bô hay còn gọi là bịt bô, hay còn là đóng cổ xả. Đấy, nhiều tên gọi lắm. Bây giờ mình cứ tạm gọi là cúp bô các bạn nhé. Ok. Đấy, xe thì hơi bẩn một tí các bạn ạ. Đi đường vùng núi này thì mình không thể tránh được rồi. Ok các bạn. Mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái hệ thống hoạt động cúp bô này. Đấy. Đấy, các bạn nhìn rõ không? Đấy. Đây nó còn một là dơ le đẩy bằng hơi. Đấy, bên này là có củ tỏi nó đẩy ra đẩy vào đúng không các bạn. Đây. Đấy. Còn bên trong này có một cánh bướm. Các bạn tưởng tượng là lúc bình thường thì cánh bướm nó nằm dọc thế này, lúc mình bật hoạt động thì nó nằm ngang này. Đấy, để nó chặn cái khí xả ra ngoài ấy. Đấy, để máy nó giảm bớt cái áp lực hoạt động đi. Đấy, bên hệ thống hoạt động nó chỉ đơn giản thế các bạn. Đây có một cái thanh nhỏ nhỏ này. Đấy. Thế nó lúc nó hoạt động thì nó đẩy ra đây, đẩy ngang. Cánh bướm bên trong này sẽ bịt. Ok, đây là một cái đường hơi. Đấy, đường hơi nó có một công tắc ở trên kia để nó chạy bằng điện các bạn nhé. Ok các bạn nhé. Thì nút bịt bô nó đây. Đời thấp thì nó đứng ở bên này đây. Hình dạng nó đây các bạn. Đấy. Ánh sáng hơi thiếu một chút. Đây. Nét lên thế nào. Đấy. Các bạn nhìn rõ chưa. Ok nhé. Đấy, ok các bạn. Nếu mà trong một số loại nó có thể đứng ở đây. Nút ở đây. Đứng ở đây. Đấy. Bịt bô nó như thế các bạn ạ.
Đấy, ở đằng dưới thì các bạn đã được nhìn rõ rồi, đúng không? Về cơ chế hoạt động của nó thì bằng điện này, bằng điện hết. Thì là các bạn cứ tưởng tượng là cái bịt bô này này, nó như kiểu là nút bịt bịt mũi mình vào ấy các bạn. Đấy, các bạn bịt mũi mình vào. Ok các bạn. Đấy là mình hiểu theo cách thô sơ thôi. Bịt mũi bịt của mình ấy. Đấy, cái Kubo này. Về cái nguyên tắc hoạt động của nó các bạn. Đấy, nó ấn cái nút này thì cái phần dưới tôi sẽ quay cho các bạn xem rồi, đúng không? Về cách sử dụng như thế nào ấy. Đấy các bạn. Trước khi mình dùng cái Kubo này ấy, mình phải chú ý là cái vòng tua này này. Dùng dưới 15 dưới nghìn dưới này thì mình bật nha các bạn nhé. Bật nó lên. Đấy. Với lại cái này không được bật quá lâu các bạn nhé. Người ta có nói không được bật quá lâu. Về những trường hợp nó sử dụng như thế nào ấy. Đấy, các bạn có thể đi số 2, số 3 gì đấy. Xuống dốc tức. Đấy, sử dụng trong trường hợp nào các bạn nhé. Xuống dốc tức. Các bạn phanh thì sợ nó lết xuống ấy. Đấy, các bạn có thể sử dụng nút Kubo này để giảm cái vận tốc xuống xuống dốc ấy, phanh nó không bị lết các bạn nhé. Để ghim lại xe. Đấy. Cái nút này cũng rất là thông dụng đấy các bạn. Đấy. Nhưng mà các bạn chú ý đừng bật quá lâu nhé, bật quá lâu nó sẽ hỏng. Dầu nó sẽ trào ngược ấy. Ví dụ như các bạn nhịn thở lâu thì các bạn hiểu rồi đấy. Đấy, đây là trường hợp thứ nhất, dùng trong lúc đường trơn xuống dốc. Ghim lại ấy. Còn trường hợp thứ hai thì các bạn đi đường nhựa, đường dài ấy. Các bạn sợ phanh nhiều quá nóng ấy. Các bạn cũng thể sử dụng được. Ví dụ quăng xuống dốc số 4, số 5 hoặc là số 3. Các bạn muốn ghim không muốn phanh nhiều, các bạn ghim xe. Xìm xe lại ấy. Các bạn có thể bật Kubo này lên các bạn nhé. Nhưng mà chú ý bật khoảng trong tầm 10, 15 đến 20 giây ấy. Quay đầu thôi. Đừng bật quá lâu. Đấy, các bạn chú ý điều này cho tôi. Bật lâu quá thì dầu sẽ bị trào ngược. Đấy. Cánh bướm nó bị có khi sẽ bị hỏng. Nó bị kẹt, nó không không ấy được đấy các bạn. Với lại gây ra máy nó cái gioăng giếc nó dầu nó trào nó không được tốt các bạn nhé. Đấy, trong còn là có trong trường hợp chở tải quá nặng. Ví dụ muốn sử dụng ấy, mình đi số 1 xuống rồi. Phanh cũng không không ghim được xe chậm ấy. Đấy, ví dụ mình chở khoảng 60 tấn 70 tấn ấy, cái xe này phanh có khi là dốc một tí là không ở đấy các bạn. Vẫn trôi tổng tục chơi nhanh quá ấy. Đấy, các bạn có thể sử dụng tiếp tục sử dụng lúc này được. Đấy, những trường hợp nó sử dụng như thế các bạn nhé. Đấy, tóm lại là nó để dùng để ghim xe lại. Nút Kubo này các bạn nhé, để ghim xe lại. Hôm nay tôi không thực hành được cho các bạn xem. Lúc nào có ai đi cùng tôi quay hộ tôi sẽ thực hành cho các bạn xem. Đấy. Tóm lại là ghim xe lại nút này. Các bạn chú ý là dùng dùng trong đấy. Bật trước nhìn dưới này, chủ động bật trước này. Đến tầm này là các bạn bật này. Ok. Đấy. Ok các bạn nhá. Cái này các bạn phải chủ động biết được để mà sử dụng nó. Cái gì mà biết sử dụng nó thì nó sẽ bền, nó sẽ hoạt động tốt các bạn nhé. Ok, hôm nay các bạn đã được hiểu rõ hết về nút Kubo này.
với lại nguyên tắc sử dụng của nó. Nếu các bạn thấy video hay thì vui lòng like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tôi các bạn nhé. Đấy, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.